hello, xin chào các cả mọi người nhé. Lại là mình Chung Còi Apple TV đây. thì uh, hôm nay mình lại có một số mã lên cho tất cả anh em nhé. thì video hôm nay nó hơi khác với mọi hôm một chút là hôm nay mình sẽ lên ví dụ như là một mã thì mình lên sẽ nhiều màu. đấy còn hôm sau thì mình sẽ lên uh, những uh, màu khác hoặc là những cái mã khác cho anh em lựa chọn hôm sau thì mình uh, sẽ lên uh, đa số là 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 x giờ độ anh em nhé. nói chung là hôm sau mình sẽ đa số đa số mình sẽ lên uh, x giờ độ cho tất cả anh em. thì uh, hôm nay mình uh, trước khi vào video mình có một số gọi là hình thức mua hàng uh, bên mình ấy thì anh em có thể uh, cọc cho mình uh, từ 1 đến 200.000 nghìn đấy tùy vào mã thẻ tùy vào mã máy thì, uh, thì mình sẽ gửi hàng cho tất cả mọi người nhận hàng mọi người được kiểm tra hàng kiểm tra đúng ok đúng tình trạng giống như mình báo thì mọi người mới thanh toán cho shipper nhé với lại uh, với lại mình về cái vấn đề bảo hành ấy, thì là bên mình sẽ bảo hành 3 tháng tất cả mọi người nhưng mà bên mình sẽ không bảo hành màn hình anh em nhá tại vì hôm trước có một anh một anh bảo là em mới làm rơi và bảo là bảo, bảo, mình là anh mới làm rơi điện thoại mà vỡ màn hình thì bên anh có bảo hành không thì thực sự cái đấy thì bên mình không bảo hành đâu không bảo hành được màn hình đâu không phải bên mình mà là tất cả các bên mua điện thoại tất cả các bên kể cả cửa hàng to với bé bán điện thoại thì họ cũng không bảo hành cái vấn đề mà mình làm rơi vỡ màn đâu. Thì mình có bảo là anh ấy là gửi về thì mình uh, gọi là hỗ trợ thôi. Hỗ trợ anh ấy được được uh, ít nào thì hỗ trợ thôi. Thì nó đã được vài trăm nghìn khi đã mất công uh, anh ra quán anh thay ấy thì anh uh, anh lại không nghe. Thì thì thôi. Thì uh, mọi người uh, nếu mà dùng máy trong vấn đề dùng máy mà máy nó có vấn đề gì ấy thì uh, mình uh, sẽ bảo hành bình thường. Còn uh, riêng cái màn hình thì bên mình sẽ không bảo hành nhá. Bảo hành uh, màn hình thì bên mình sẽ không bảo hành còn lại mọi vấn đề thì liên quan đến máy như là cam loa mic hay là bất cả những cái vấn đề về gì thì bên mình sẽ bảo hành còn không bảo hành được thì bên mình sẽ đổi hoàn mới cho anh em một con máy tương đương với con máy giá trị tương đương với lại con mà mọi người đang dùng ấy à thì hôm nay mình uh, chơi mini game anh em nhé mai uh, hôm nay là ngày bao nhiêu thì hôm nay là ngày mùng bốn là đúng không, anh em hôm nay ngày mùng bốn thì uh, anh em uh, ngày mai hãy đoán cho mình uh, cái số gọi là đặc biệt của kết quả số số miền Bắc nhé Đấy anh em đoán đặc biệt kết quả số số miền Bắc Thì anh em nào mà đoán đúng ấy không không Bên mình thì không giới hạn số lượng người đúng Nhưng mà mỗi người chỉ được comment một lần thôi Đấy còn không giới hạn người đúng Ví dụ uh, 10 người đoán đúng một con Thì mình vẫn tặng cả 10 người luôn Là mỗi anh em hai uh, bộ sạc nhanh 20W anh em nhé sạc hai bộ sạc nhanh 20W này Kèm một ốp một cường lực này Đấy thì anh em nào mà cứ comment đúng cho mình thì uh, rồi gửi cho mình địa chỉ nhé kèm cho mình uh, số điện thoại thì mình hôm sau mình sẽ gửi hàng cho tất cả anh em. thì hôm trước mình uh, có định bảo là thì video sau lên mà hôm sau mình về vội quá nên mình không có thời gian uh, xin lỗi tất cả anh em nhé. thì hôm nay mình uh, có một số kèo lên uh, cho tất cả anh em nhé. đầu video mình lên cho anh em một con iPhone 6s đi. hôm nay nói chung là mình sẽ bán rẻ hết đi cho anh em bán rẻ hết đấy không lãi cũng bán đi lấy hàng mới về anh em ạ. hàng đang về rồi nhưng mà do cái vụ mà máy bay anh em ạ vào mấy vụ tiếp viên nên tâm ra là hàng về hơi bị chậm một chút thì anh em có gì thông cảm cho mình đây một con này 6s 64 gb máy quốc tế full chức năng nhá anh em nhá 6s 64 gb máy quốc tế full chức năng con này thì uh, mình báo rõ như hôm qua rồi đúng không hôm nay mình sẽ báo lại cho tất cả anh em nhá 6s 64 máy quốc tế này full chức năng em nhá full vân tay luôn pin 8x thôi pin con này còn uh, 80 thôi hình thức đây nói chung là hình thức mình sẽ quay rõ cho tất cả anh em này nói chung là máy zin nên vỏ phẩy nhá Đấy, Với lại màn nó bị một tí đây này anh em nhìn chưa hôm qua bán cho anh em một triệu ba đúng không hôm nay bán luôn cho anh em một triệu hai 1 triệu 200 000 Anh em mua còn rẻ hơn là mua 6G rồi Mà đây là 6S 64 g Ok chưa 1 triệu 200 000 cho tất cả anh em nhé 1 triệu 200 000 Anh em hôm nay không mua thì Nói chung là Những video sau chắc không 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 còn giá tốt hơn đâu Mình đảm bảo với mọi người là như vậy Nói chung là tại vì Những hôm nào giá như nào mình bán là Mình sẽ bao rõ tất cả anh em luôn thì hôm nay mình bảo hôm nay, hôm nay mình xả Mình bán rẻ cho anh tất cả anh em Thì anh em này tranh thủ múc đi Đấy 1 triệu 200 000 cho tất cả mọi người nhé Đây Bỏ qua luôn này Tiếp theo là mình lên luôn cho anh em một con iPhone 6S nữa Cũng là iPhone 6S 64GB Máy quốc tế full chức năng nhưng mà pin này 94% nhé Đấy Vân tay vân chân đầy đủ luôn Cũng máy quốc tế Main zin màn zin Đấy pin thì pin con này thì pin chỉ là Mình nhập về đã là 94 rồi Đây 6S này 64GB anh em nhé Pin này Mình xem pin nhé Pin thì con này là 94% Nhưng mà sao trong cài đặt nó vẫn báo là Vẫn là báo bảo trì nhỉ anh em Hơi khó hiểu đúng không Đây mình sẽ quay rõ cho anh em này đây 6s đây 64 g này máy quốc tế full chức năng pin 94 nhé pin <laughs> <laughs> 94 phần trăm con này mình để cho anh em giá là 1 triệu 600 nghìn cho tất cả anh em 1 triệu 600 nghìn iPhone 6s 64 g máy quốc tế full chức năng pin 94 phần trăm tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE đấy SE màu đen anh em nhé SE màu đen máy quốc tế full chức năng 32 hay à, con này là 64 g nhé SE này không có 32 đâu đây, iPhone SE 2020 64GB anh em nhé máy màu đen đẹp như thế này đây, mình sẽ quay gần là cho anh em mình quay hơi xa đúng không máy màu đen đẹp như này nói chung là máy zin vỏ thì nói chung là vỏ zin luôn máy zin full còn những con nào mà thay vỏ hay là gì đó hay là thay pin thì mình sẽ báo nhé con này pin zin của nó còn 91 luôn siêu cao anh em nhé pin zin 91 luôn SE 3 triệu 300 nghìn đồng cho tất cả anh em này pin zin 91 nhé 3 triệu 300 nghìn cho anh em đấy máy quốc tế full chức năng Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus máy màu trắng, máy quốc tế 64GB. Con này bên zin màn zin pin thì pin bỏ luôn. Pin con này thì kém rồi anh em nhé. Đây máy màu trắng đẹp như này. Pin thì con này kém rồi. Hỗ trợ thay pin cho anh em với giá là có nghĩa là mình thay pin mới cho anh em nhé. Có nghĩa là pin 100% luôn. Đấy, hình thức đây. Pin 100% để cho anh em với giá là 4 triệu 050 nghìn. Anh em ok chưa? 4 triệu 050 nghìn. Anh em đã có iPhone 8 Plus. Đấy, máy quốc tế full chức năng Main zin màn zin pin pin 100% 4 triệu 050 nghìn cho anh em này Tất cả những con hôm nay mình bán Chắc chắn giá sẽ rẻ hơn tất cả những con video trước mình lên Nên mọi người yên tâm đi 4 triệu 050 nghìn cho tất cả anh em nhé Tiếp theo là mình lên cho anh em Một con iPhone SE màu đỏ Máy quốc tế full chức năng Pin 87% Đấy, Main zin màn zin pin zin Những con nào thay gì thì mình sẽ là báo là thay em nhé con này thì cũng là SE này cũng là 2020 này nhỏ gọn này hiệu năng khủng này con này thì cho anh em với giá là 3 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhé 3 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả mọi người iPhone SE đỏ 2020 máy quốc tế full chức năng pin 87 pin cực đẹp luôn pin 87 là siêu cao rồi. đây lại là một con SE nữa lại là một con này SE 2020 con này là máy quốc tế full chức năng, cũng máy quốc tế full chức tất cả bên mình bán đều là máy quốc tế nhá. Mình không bán máy lóc anh em ạ, mình không bán máy lóc trừ khi anh em mình thu lại của khách máy lóc thì khách lên đời ấy, thì mình thu lại thôi chứ chẳng lẽ bây giờ anh em muốn bán lại mình không thu lại Độc bán ra thì nó rất chỉ là khó đúng không anh em? Nên là đây, con này thì cũng là SE này, 2020 này, máy đẹp như thế này cơ mà. Anh em nhìn chưa? Anh em thấy không? Máy đẹp như thế này. Ui giời ôi men zin màn zin vỏ zin luôn, vỏ cực kỳ đẹp luôn. Con này mình xem pin bao nhiêu nhá. Pin con này chắc còn tám thôi pin 87 luôn cũng pin 87 luôn một đỏ một đen đẹp như này để cho anh em với giá là 3 triệu 2 thôi 3 triệu 200 nghìn thôi anh em còn đợi chờ gì nữa về chỉ có lắp sim vào là dùng thôi 3 triệu 200 nghìn cho tất cả anh em nhé đấy SE full zin pin 87 tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 6s 6s con này là hình như là màn màn lô sao anh em nhỉ con này màn lô sao ấy? con này màn lô này anh em nhé đấy mình nhìn qua mình thấy giống giống màn lô rồi con này iPhone 6s 128 g máy quốc tế full chức năng Menzin màn lô đấy pin thì pin uh, 9x anh em nhé pin 9x luôn vỏ thì đẹp con này mình để cho anh em với giá là 1 triệu 500 nghìn đồng cho tất cả mọi người 1 triệu 500 nghìn đồng iPhone 6s 128 g máy quốc tế full chức năng màn lô tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8g màu gold con này đây mình lên luôn cho anh em hai con nhé tại vì nó còn mình còn mấy con 8g gold thôi cực kỳ đẹp luôn anh em nhé đây 8g gold này 8 g gold, hai con này thì siêu đỉnh rồi. Main zin màn zin pin 100. Đấy, pin siêu cao luôn nhá. Đấy, pin 100%, máy quốc tế full chức năng 64 GB. Hình thức đẹp thì đến nỗi anh em đánh giá nó phải gọi là theo mình đánh giá nó không có một vết xước nào đâu. Gần như không có một vết xước nào nhá. Đấy. Máy đẹp tầm 99 chạm keng luôn. Main zin màn zin zin đẹp, Cứ phát hiện sửa chữa mình tặng máy cho tất cả anh em luôn. 8G thì bây giờ nó giá quá là hợp lý rồi. Máy 8G bây giờ mua hai con màu gold đẹp như thế này, pin cao màn đẹp không phản quang áo mố men zin màn zin zin đét đẹp đẹp đen luôn để cho anh em với giá là 2 triệu uh, 700 000 đồng cho tất cả mọi người nhá mọi anh em nào mà múc hai con này nha mình để cho anh em với giá là 2 triệu 650 000 thôi 2 triệu 650 000 iPhone 8G anh em nhé 8G lại còn độc màu gold thôi thực sự mà anh em nhá mình bên mình nhập còn có màu đen màu màu vàng lẫn lộn chứ không phải độc màu vàng đâu thực sự là thế chứ không ai người ta bán độc vàng cho mình cả M nếu mình mua lẻ vàng nhá, nó phải chênh nhau tầm 200 000 một con. Đấy, mình đoán ít nhất là mình đoán tầm như thế. Đấy mọi người mua ít nhất tầm đấy. Con này hàng này thì cho anh em giá là 2 triệu 650 000 luôn. Đấy, máy quốc tế full chức năng pin 100% anh em về chỉ có lắp sim mà nghe gọi thôi. Quá đẹp luôn. Nhỏ gọn này, hiệu năng thì dùng làm súng phụ thì vẫn vô đối luôn anh em nhé Không bao giờ có cái tình trạng giật lag luôn. Hiệu năng nó như là 8 plus mà anh em, nên là nó vẫn cực kỳ khỏe luôn. Anh em uh, dùng làm uh, súng phụ nghe gọi hay là lướt linh tinh, tinh thì thoải mái anh ạ lại còn bé tí tí nhưng mà nó lại khỏe đấy tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G 7G quốc tế 32GB máy quốc full chức năng con này hôm trước là anh em nào báo cọc sau gửi tài khoản lại không thấy đâu này đấy. đã thêm này bán cho anh em nhé 1 triệu 800 nghìn anh em ok chưa 1 triệu 800 nghìn anh em đã có iPhone 7G máy quốc tế 32GB full chức năng đẹp như này rồi 1 triệu 800 nghìn cho tất cả mọi người nha 1 triệu 800 000 này Máy quốc tế full chức năng 32GB Máy của Nhật luôn Đây mình sẽ quay xem nó là máy gì Chắc chắn là máy của Nhật luôn Hàng Nhật thì anh em yên tâm đi Đấy, hàng Nhật thì anh em yên tâm đi Máy zin đẹp Đẹp cực kỳ luôn Chưa bao giờ mình phải vào hành hàng Nhật mấy đâu Ít lắm Cực kỳ ít luôn Tiếp theo là mình lên cho anh em lại là một con iPhone 8G tiếp Đấy 8G màu đen Đen black nhá 64GB pin 85% Con này vỏ zin luôn Đấy những con nào vỏ đẹp Nói chung là anh em mà mua 8G mà vỏ đẹp keng thì nó gì khó Tại vì hầu như nó nếu mà vỏ đẹp keng thì đa số là người ta là v rồi Còn những con nào vỏ zin mình sẽ báo vỏ zin nhá Anh em yên tâm nhá, những con nào mình báo vỏ zin mà anh em phát hiện vào đi Con này vỏ lô, anh phải thay vỏ lô rồi, anh thay mới rồi Mình tặng máy anh em luôn, anh em ok chưa Con này vỏ zin luôn, máy quốc tế full chức năng Đấy, bên zin màn zin con này pin thì pin 85%, mình xem uh, cài đặt luôn nhá à, xem xem máy luôn xem nó là bao nhiêu ghi. 64256. Đây, iPhone 8G màu đen máy mới dĩa 64 g thôi. Con này cũng 64 g pin zin thì còn uh, chắc chắn là từ 85 đổ lên rồi. Con này pin uh, 85 để cho anh em với giá là 2 triệu uh, 2 triệu 400 000 thôi anh em nhé 2 triệu 400 000 iPhone 8G màu đen. Đấy, iPhone 8G màu đen, pin 85%, máy quốc tế full chức năng hình thức thì nói chung là đẹp tầm 98 99 đấy là theo theo mình đánh giá được như thế bỏ thì không uh, cân xước cân móc hay không bị cân móc ra uh, phấy xước mấy anh em nhé đấy, hôm nay mình quay nó hơi bị mờ ạ sao thế nhỉ đây lại là một con iPhone 8g màu đen nữa cũng là 8g màu đen hộp mình toàn hàng đẹp luôn đấy 8G màu đen này đa số mình toàn hàng đẹp uh, toàn hàng zin con nào mà tại vì những hàng xấu thì mình để để luôn cho mấy anh em thợ rồi còn những con đẹp thì mình để lại mình uh, mình bán cho tất cả mọi người trên kênh đây, một con iPhone 8G màu đen này, máy quốc tế full chức năng của sau này lấy nét mở thế nhỉ. Máy quốc tế full chức năng em nhé. Đấy, main zin này, đấy main zin test luôn. Cứ phát hiện sửa chữa tặng máy, thế là cho anh em yên tâm. Cũng 64 g máy mới. Con này mình xem pin còn bao nhiêu? Pin con này chắc uh, ui rồi, pin 100% luôn. Pin 100% luôn anh em nhé. À con này pin là pin mình nhập về đã 100% rồi. Đấy, pin nhập về đã 100% rồi. Con này uh, mình để cho anh em với giá là 2 triệu uh, 2 triệu 6 à uh, 2 triệu 550 000 anh em nhé. 2 triệu 550 000 iPhone 8G màu đen Con này rẻ hơn con màu gold 100 2 triệu 550 000 Máy quốc tế full chức năng Mà không Để cho anh em với giá là ừ, 2 triệu 550 000 đi Kèm phụ kiện cho tất cả mọi người nhé Anh em thiện chí Bớt luôn là anh em 50 Anh em ok chưa đi 1 lít luôn Đây Còn một nốt một con 8G ở đây 8G này hôm trước lên là Mình để bảo là để cho anh em với giá là 2 triệu 3 đúng không Hôm nay để cho anh em với giá ngã ngửa luôn iPhone 8G màu gold máy quốc tế full chức năng pin 8x anh em nhé pin 8x này vỏ thì ok này vỏ ok luôn nói chung là con này thì full chức năng nguyên zin màn zin nhưng mà pin thì hơi kém một chút với lại đây anh em nhìn này mình quay rõ cho anh em nhé anh quay rõ cho anh em cái nút hôm nó hơi bị nứt nứt này anh em thấy không hơi nứt thôi nhá chứ không phải vỡ ở đây nứt nứt này mình nhìn nghiêng mình thấy nứt này. nhìn thẳng thì không thấy luôn hơi bị nứt nứt đấy vân nhưng mà vẫn còn vân nhá vân tay sử dụng bình thường đây vân 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 sử dụng bình thường này hôm hôm từ hôm lực bình thường hết con này thì cho anh em với giá là hai triệu hai trăm nghìn thôi rẻ như là iphone 7g 2 triệu 200 nghìn iPhone 8G màu gold 64GB máy quốc tế full chức năng Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR màu vàng Con này đẹp như này tại sao mà anh em lại không mua nhỉ Xin lỗi anh em nhé Con này đẹp này tại sao anh em lại không mua nhỉ iPhone XR màu vàng máy quốc tế full chức năng 128 g 128 ghi em nhé đây máy zin này vỏ thì cũng ok này Trong chung vỏ này là theo mình vỏ zin này là cũng là được tầm 989 89 rồi cũng đẹp đấy chứ không phải xấu đâu vỏ này cũng không hẳn là xấu đâu anh em ạ vỏ xấu thì mình mình uh, bán giá vỏ xấu hoặc là uh, mình cho vào máy độ đấy thực sự với anh em làm máy mình nhập về thì có sẽ có con đẹp con xấu chứ không mình không dám đảm bảo là 100 con là 100 con đẹp hết nhưng mà những con nào đẹp nguyên zin nguyên bản chắc chắn là máy mình bên mua bên mình mua về là sẽ zin nguyên bản những con nào mà không zin thì mình sẽ trả lại đầu hàng bình thường còn uh, những con nào vỏ xấu ấy, mình sẽ cho vào độ nó chỉ khác mỗi cái vỏ xấu thì mình uh, thay vì vỏ thay vỏ mới thì mình sẽ cho vào độ luôn thì nhiều anh em bạn thích độ mà thì uh, còn uh, tất cả máy của mình đều được bảo hành bình thường hết nhé bảo hành ba tháng hết cho tất cả anh em con này XZ 128 trăm máy quốc tế full trưng lăng con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu nhiều năm triệu một trăm nghìn cho tất cả anh em 5 triệu 100 nghìn iPhone XR màu vàng 128GB pin 89 Từ 89 đồ lên luôn Máy quốc tế Zin full chức năng Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 10, À 12 Pro đô sorry anh em nhé Sorry anh em 12 Pro Pin 100, 100 Mình đã thay pin mới Chính tay mình thay luôn Đấy nó thực sự với anh em là cái pin nó chỉ là cái gọi là gần như có pin điện tử thôi dùng kém thì mình thay mình thay thì mình để 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 lấy cái gọi là cái dung lượng nó tốt hơn thôi chứ không bao giờ bỏ thay pin nó lại đều hơn máy đều hơn nào cả đấy máy quốc tế phun chức năng này 12 bờ đô đấy pin 100 bán 128 khi máy quốc tế zin full luôn đấy con này mình để cho anh em giá là 11 triệu 11 triệu 250.000 em ok chưa 11.250.000 iPhone 11 Pro máy quốc tế full chức năng 128 GB, pin 1 lít 12 Pro nhé, sorry anh em, 12 Pro này, viền vuông, quên lại 11 Pro, cực kỳ đẹp luôn, 12 Pro. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường. Máy quốc tế full chức năng, pin 8x em nhé, 64 GB thôi, máy màu tím này. Bảo hành 3 tháng tất cả anh em. Đấy, phát hiện sửa chữa, thay pin thay gì đó là cứ tặng anh em máy luôn iPhone 11 thường 164 g thôi, không phải 128 đâu. Vỏ thì đẹp tầm 98 99 anh em nhé. Vỏ được tầm 99. Đấy, menzin zin màn zin, pin con này zin nhưng mà pin zin thì còn 82, 83 thôi. Con này để cho anh em với giá là 6 triệu 850 000 6 triệu 850 000 anh em đã có iPhone 11 thường, 164 à g máy quốc tế full chức năng dùng rồi. Đấy, bình thường mình bán 7 triệu hôm nay bán 6 triệu 850 nghìn cho tất cả anh em Nói chung là trên kênh hôm nay mình sẽ bán đa số là rẻ hết cho tất cả mọi người Tiếp theo là mình lên luôn cho anh em hai con XS nhé Đấy hai con XS này XS hôm nay mình về cũng được hơi bị nhiều Nên là mình sẽ bán lên lên cho anh em XS 64G Máy quốc tế full chức năng hình thức đây Nói chung là máy zin như vỏ phấy nhé Phấy một chút thì không vấn đề gì đâu Đấy vỏ thì nó theo thời gian rồi anh em ạ Máy zin vỏ phấy này Con này thì pin uh, phần 88% Đấy, một con pin 88, một con pin báo bảo trì nhá. Đây mình sẽ quay cho anh em này. Một con pin này hình như con này là bảo trì này, mình sẽ quay cho tất cả mọi người nhá. À, quay rõ luôn. Đây, nói chung là chú tôn đích đầy đủ luôn. Con này mình xem nó pin còn bao nhiêu. Nếu mà pin còn thấp nhá, mình sẽ thay pin mới cho tất cả anh em. Nếu mà pin còn thấp pin bảo trì rồi. Con này pin bảo trì rồi. Đấy, thôi, hai con này nhá, mình để cho anh em với giá là con pin 88 Bên zin theo máy để cho anh em với giá hai con pin này hai con này con kia mình sẽ pin 100 lên cho anh em hai con này mình để cho anh em với giá là 4 triệu con pin 88 rồi nhá để cho anh em với giá là 4 triệu 700 nghìn còn pin 100 này để cho anh em với giá là 4 triệu 800 nghìn em ok chưa 4 triệu 700 nghìn và 4 triệu 800 nghìn cho một trên một con xs đấy xs pin 88 thì là 4 triệu 7 còn xs Pin 100% thì là 4 triệu 800 nghìn anh em nhé Hai con đều là 64GB Máy quốc tế full chức năng Đấy, vẫn bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone Đây, cũng là XS Cũng là 64GB Pin 85% khác mỗi cái màu thôi Còn là mọi chức năng ok hết em nhé Con này là máy Hàn Quốc anh em ạ Chu tôn đầy đủ luôn Fake ID nhạy đét luôn Máy Hàn Quốc để cho anh em với giá là 4 triệu 900 nghìn Anh em ok chưa? 4 triệu 900 nghìn cho tất cả mọi người này Đấy, 4 triệu 900 nghìn Rẻ dạ à, 4 triệu 950 nghìn Tại vì nó là màu gold Bình thường anh em mua màu gold nha Nó phải tranh nhau tầm 400 nghìn một con Như đây mình bán tranh nhau có 150 nghìn thôi 4 triệu 900 nghìn iPhone XS màu gold Máy quốc tế full chức năng pin 85% Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS 256GB Pin con này thì chắc là hẹo rồi Bỏ thôi anh em ạ Pin bỏ rồi Tại vì XS nó ra cũng khá là lâu rồi Khá là lâu rồi nhưng mà hiệu năng nó vẫn quá là ok luôn Vẫn cực kỳ khỏe luôn, vẫn vần mà luôn Pin con này 76 thôi Hỗ trợ thay pin mới 100% cho anh em Để cho anh em với giá là 5 triệu 300 nghìn Anh em coi chưa XS màu trắng này, 256 gb này 5 triệu 300 nghìn Anh em nào mà không lấy nhá, không thay pin nhá Để cho anh em với giá là 5 triệu 100 nghìn 5 triệu 100 nghìn anh em nhá Còn anh em không lấy phụ kiện nữa nhá Để cho anh em với giá 5 triệu Em ok chưa? XS 256 GB. máy quốc tế full chức năng. Tiếp theo là mình lên nốt cho anh em một con iPhone 11 màu trắng. Con này lên đi lên lại cho anh em mà không 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 uh, anh em không anh em nào chốt này, không anh em nào chốt này. Đã thế hôm nay mình bán cho anh em giá nhé 7 triệu mốt. Em ok chưa? Máy quốc tế full chức năng full zin. Máy màu trắng đẹp 99 luôn. Con này mình khẳng định với anh em đẹp 99 luôn. Bao zin full. Anh em nào mà không phát hiện không zin này là <laughs> sửa chữa đâu thì cứ tặng mọi người máy luôn. Mọi người ok chưa? Vẫn bảo hành 3 tháng tất cả anh em nhé Con này đẹp cực kỳ luôn. Máy màu trắng em là con gái dùng thì quá là ok luôn, con gái con trai dùng đều đẹp hết. Con gái dùng thì quá là đẳng cấp luôn. À, quá là đẹp luôn, pin 86%, pin zin thoải mái luôn. Pin zin của 11 thì 86 thì vẫn cực kỳ là khỏe nhá. Con này để cho anh em với giá là 7.100.000đ tất cả mọi người. Đấy thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình thì hôm nay mình có một số kèo đây là lên cho tất cả mọi người thì mọi người mà cần mình tư vấn con nào thì cứ nhắn tin là gọi điện trực tiếp cho mình nhá tối thì mình sẽ trả lời mọi người hết luôn tại vì ngày mình đang đi học thêm ấy, một vật chút vấn đề nên là nhiều khi mình không cầm được điện thoại thì mọi người nếu mà trả lời chậm chẽ thì mọi người cứ cứ thông cảm giúp mình nhá thì à đây có con này nữa con ipad này nhá ipad bị bom anh em ạ ipad này là bị bom để luôn cho anh em với giá là iPad mini 3 nhé bàn sim cộng wifi máy quốc tế full chức năng vân tay vân chân đầy đủ luôn để cho anh em với giá là 2 triệu thôi hôm nay để cho anh em với giá hai triệu rẻ như con bảy g anh em về xem phim cả nhà cùng xem luôn đấy hay rõ con học hay các kiểu gì thoải mái nhá hai triệu đồng cho anh em này để nó chật cả túi à, chật cả cái chỗ để điện thoại ra đã to nhưng mà to sát thôi anh em ạ nhưng mà tiền nhỏ lắm tiền bé sắc to như tiền nhỏ anh em nhé iphone à, ipad mini 3 bản sim cộng wi-fi máy quốc tế full chức năng đấy màn đẹp luôn không phản quang áo mố luôn đây màn zin đẹp luôn anh em nhé để cho anh em với giá là 2 triệu đồng đấy rồi. rồi ok thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình chúc mọi người một buổi tối xem video và vui vẻ hẹn mọi người về video rằng ngày hôm sau à, rất mong là hôm sau có nhiều anh em chúng được uh, giải nhá đấy, chơi mini game chúng được giải thì uh, mình sẽ gọi là không giới thiệu không giới hạn gọi là anh em trúng giải luôn cứ anh em nào trúng nhắn tin gọi điện trực tiếp qua cho mình mình sẽ gửi cho mình địa chỉ mình sẽ gửi tặng cho anh em sạc luôn cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình hẹn mọi người vào video ngày hôm sau